Xin chào các bạn đã quay trở lại với Cao Su Original. Mình là Sói. Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau tóm tắt cốt truyện cho cả hai phần, cũng như phân tích nguồn gốc và sự bùng nổ của dịch bệnh. Các bạn có thể xem lại video đó tại đây nhé. Và như đã hứa, chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là phân tích các chủng zombie tội nghiệp bị truy sát bởi bốn kẻ điên nhé. Xuyên suốt trò chơi, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều dạng zombie khác nhau. Phổ biến nhất là những con zombie thông thường với đặc điểm nhận dạng như sau: làn da nhợt nhạt, mắt vàng, rụng tóc và cấu trúc cơ thể suy yếu. Dù chúng rất dễ bị đánh bại, tuy nhiên cũng không nên đánh giá chúng quá thấp, bởi chúng mà tấn công theo số đông thì cũng vất vả phết. Có những con còn có thể nhảy xuống từ độ cao 6m với sự phối hợp vật lý hoàn hảo mà chẳng bị hề hấn gì. Loại zombie thông thường này thường ở thế bị động, nếu không bị kích thích, ta thường thấy chúng đang ngồi, nằm ngả người hoặc đang lảo đảo không chủ đích. Chúng sẽ trở nên hung hăng khi bị thu hút bởi đèn pin và tiếng ồn lớn. Ngoại hình và trang phục của chúng cũng được tùy biến sao cho phù hợp với địa điểm mà ta ghé thăm. Ví dụ như trong bệnh viện Mercy, zombie thường là nhân viên y tế, bệnh nhân. Trong khi tại sân bay quốc tế Metro thì zombie thường là nhân viên phi hành đoàn. Và đó là đặc điểm chung của những zombie thông thường. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của cúm xanh đến mỗi cá nhân là khác nhau, dựa trên kích thước cơ thể và tính khí tâm lý của họ. Có một tỷ lệ nhỏ những người nhiễm bệnh đã phải chịu tổn thương mô nghiêm trọng. Ở giai đoạn cuối, họ đã trải qua sự đột biến mạnh mẽ, khiến họ trở thành những người bị nhiễm bệnh đặc biệt. Zombie đặc biệt có trí thông minh cao hơn và có thể chủ động tấn công dù không bị quấy rầy. Con zombie đặc biệt đầu tiên mà mình khá ấn tượng đó chính là The Witch, hay dịch nôm na là phù thủy. Cô ta thường chỉ xuất hiện một vài lần mỗi chiến dịch và khá thụ động, trước khi bị giật mình bởi đèn pin và tiếng súng. Ban đêm, cô ta thường ngồi một chỗ mà khóc. Ban ngày thì bước đi vô định khắp khu vực, khóc một cách cay đắng hơn bao giờ hết. Trong chuyện, phù thủy được tiết lộ là một người phụ nữ bị bạn trai lừa dối. Khi dịch bệnh bùng nổ, cô đã tự nhốt mình trong một căn phòng kín. Nhưng điều đó không giúp cô cách ly được với virus cúm xanh. Cuối cùng, cô gục ngã khi chưa kịp gọi sự trợ giúp. Cô ta có làn da nhợt nhạt, mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt đỏ trũng với cái miệng đầy máu. Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà phát triển trò chơi, họ cũng tiết lộ rằng phù thủy có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với mùi đường. Điều này giải thích tại sao có một số lượng lớn phù thủy tập trung tại nhà máy đường Ducatel trong chiến dịch Arden. Mình tin rằng các phù thủy đã nỗ lực nuôi sống bản thân bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng bị thiếu đi do bị virus rút đi. Nhưng không may, do đột biến, cơ thể của họ không còn xử lý được đường, khiến cơ thể bị hốc hác đi nhanh chóng. Bù lại, sự đột biến này ban cho cô ta sức mạnh siêu phàm. Ngón tay của cô phát triển những móng vuốt lớn giúp cô ra tay một cách tàn độc. Khi tức giận, cô ấy sẽ di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc và bạn có thể bị hạ gục chỉ với một đòn. Một trong những chủ đề được tranh luận sôi nổi nhất chính là việc tại sao phù thủy lại khóc. Có giả thuyết cho rằng cô ấy là một bà mẹ mất con hoặc là một cô dâu bị mất bạn đời. Số khác thì cho rằng phù thủy nhận thức được thứ mà cô ta đã biến thành nên khóc vì thương tiếc ngoại hình. Dù là giả thuyết nào thì hẳn cô ta đã phải chịu một sự tổn thương tinh thần lớn cộng với tác động khủng khiếp của cúm xanh đã biến cô thành một sinh vật đáng sợ trong trò chơi. Zombie đặc biệt thứ hai, The Tank. Đây có thể coi là nỗi khiếp sợ của một vài anh em. Nó lớn nhất và mạnh nhất trong số tất cả các zombie. Đặc điểm rõ ràng nhất là chứng phì đại cực độ của anh ta. Trước khi bị nhiễm bệnh, chắc anh ta phải tập gym dữ lắm. Mặc dù nhìn khá đồ sộ, nhưng tốc độ của Tank cũng không phải dạng vừa, có thể trèo lên các tòa nhà như các infected khác. Cơ thể của Tank cũng được bao phủ bởi nhiều vết sẹo, đặc biệt ở ngực trái có một vết thương lớn. Trước khi biến đổi, khả năng cao Tank đã bị tổn thương não nghiêm trọng, dẫn đến việc Tank luôn trong trạng thái giận dữ, không thể kiềm chế được. Nó tấn công bất kỳ người sống sót nào trong tầm nhìn. Khi đã xác định được mục tiêu, nó đánh bật các chướng ngại vật và cày xới toàn bộ đám đông infected khác, chỉ để loại bỏ người sống sót. Đạn và chất nổ không làm nó nao núng, lửa thì chỉ làm nó chậm lại. Tuy nhiên, khi bị mắc kẹt, họ không thể tấn công bất kỳ người sống sót nào quá lâu, Tank sẽ tự động chết vì thất vọng. What the hell? Có người cho rằng cái chết của Tank là do cạn kiệt năng lượng. Bởi để vận hành được cơ thể to lớn ấy, Tank cần hoạt động thật nhiều để tích lũy năng lượng. Về mặt kỹ thuật, Tank là infected duy nhất cần tiêu diệt một người sống sót để sống sót. Tank trong chiến dịch The Sacrifice có một sự khác biệt. Nó mặc quần short jean, mất răng cửa, đi chân trần và có sẹo phẫu thuật. Đặc biệt, ngực trái có hình xăm của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tay và cẳng tay dính đầy máu tươi.
Theo giả thuyết của mình, quân đội đã cố gắng nghiên cứu hoặc chữa trị cho người nhiễm bệnh này bằng cách trói chặt anh ta lại. Nhưng sau khi biến đổi, anh đã thoát khỏi sự kiềm chế và tiêu diệt hết mọi người. Zombie đặc biệt thứ 3, The Boomer. Đây là cái con mà mình thấy tởm nhất. Tuy nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng Boomer có thể khiến khả năng chiến đấu bị tổn hại nặng nề. Khi nhàn rỗi, Boomer thường tạo ra những tiếng kêu ầm ĩ, nhưng khi thấy người sống sót, nó lại chuyển sang rên rỉ. Trong cả hai phần, Boomer nam đều nhìn khá là xì hơi. Đặc biệt trong phần 2, nhà sản xuất còn bổ sung thêm một đối tác nữ. Răng của cô ta bị biến dạng nặng nề, chứng tỏ lúc còn sống không vệ sinh răng miệng đúng cách. Âm thanh cô tạo ra cũng chói tai hơn nhiều so với Boomer nam, nghe có vẻ giống lợn hơn. Nhìn chung, Boomer cực kỳ bồng bềnh. Lúc còn sống, khả năng là người béo phì, chắc là do ăn quá nhiều nên bị ngải heo quật. À nhầm, bị virus cúm xanh quật. Phần dạ dày bị tổn hại, toàn bộ hệ thống tiêu hóa bị tê liệt, khiến cái bụng tích trữ một lượng mật khổng lồ. Điều này còn làm ảnh hưởng đến lớp biểu bì và hạ bì, khiến da chúng vô cùng mỏng manh. Áp lực từ bên trong tích tụ quá lớn, khiến Boomer dễ bị tổn thương bởi bất kỳ sự tác động nào từ bên ngoài. Chỉ cần bắn súng nhẹ hay xô cận chiến cũng khiến nó phát nổ dữ dội. Những người sống sót mà ở gần lúc nó nổ sẽ bị che khuất tầm nhìn, thậm chí là bị say. Mật của Boomer liên kết hóa học với phần thịt bị nhiễm trùng khá độc đáo. Nó tạo ra một sự kích thích ngoại bào. Sự kích thích này gây ra một sức hút, kiểu như tín hiệu hóa học khiến những zombie thông thường gần đó tụ tập lại. Vậy nên, nếu để mật dính vào người thì xác định là bị zombie bâu vào. Khả năng độc đáo của Boomer đã thu hút sự quan tâm của SIDA. Họ đặc biệt nghiên cứu nó và hy vọng sẽ sử dụng được khả năng này. Ta có thể thấy rất nhiều biểu đồ treo tường mô tả chi tiết ngoại hình của Boomer trong cơ sở của SIDA. Có lẽ chính họ đã chế tạo ra thứ vũ khí Bi-bomb. Bi-bomb là lọ thủy tinh chứa mật của Boomer. Khi ném, nó gây ra hỏa lực khá thân thiện, đó là khiến các zombie tự tấn công lẫn nhau. Nhìn chung, đây là thứ giúp người chơi có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi gồng mình bắn tiếp. Zombie đặc biệt thứ 4, The Hunter. Theo một cuộc bình chọn của Blogspot, The Hunter được bình chọn là zombie được yêu thích nhất với 20% số phiếu. Chắc là do hắn ta nhìn khá ngầu. Hunter thường xuất hiện trong chiếc áo trùm đầu màu xanh đầy mồ hôi. Mặc dù khuôn mặt bị trùm khá kín, nhưng nhìn kỹ ta vẫn có thể thấy hốc mắt của anh ta trống rỗng, làn da bị biến dạng nặng nề bởi những đám nhọt và vết chảy xước. Nhìn chung, về ngoại hình, Hunter là zombie ít bị đột biến nhất. Cơ bắp không lớn như Tank, cộng với cảm hứng từ môn parkour, Hunter được búp khả năng nhanh nhẹn, liên tục nhảy qua nhảy lại giữa các tòa nhà một cách dễ dàng. Các giác quan của Hunter cũng được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thính giác, cho phép anh ta săn người hiệu quả hơn. Khi xác định kẻ sống sót, Hunter thường gầm gừ hay la hét một cách đáng sợ như để thông báo sự hiện diện. Có thể những tiếng rít ấy là phương pháp định vị tiếng vang của riêng Hunter. Những tiếng cào nhào mà Hunter tạo ra trong khi vuốt được mang tên Zombie Dog gạch dưới Attack. Hunter thường có hai đòn tấn công, một là bằng móng vuốt, hai là ghim chặt đối phương. Anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi giết được kẻ sống sót hoặc bị giết bởi kẻ sống sót. Hunter cũng là zombie duy nhất có khả năng sạc lại ngay lập tức sau khi bị tấn công không thành công, thậm chí còn chủ động tấn công những kẻ sống sót bị mất năng lực đang chờ đồng đội cứu. Nhìn chung, khi gặp Hunter thì cố gắng đừng tách đồng đội quá xa, vì Hunter chỉ thích săn những kẻ thích solo. Đứng ngay sau zombie được yêu thích nhất, The Hunter chính là The Tracker với 17% số phiếu. Anh thường được nhìn thấy đang mặc quần yếm denim dính máu với một bên dây đeo bị hỏng, chân mang một đôi giày sneaker màu xanh lá cây, nhưng chỉ chân phải có, còn chân trái thì rơi mất rồi. Tương tự The Tank, The Tracker cũng là dạng lấy thịt đè người, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không đối xứng. Cánh tay phải thì rõ đô, mà cánh tay trái thì lại teo đến mức vô dụng. Điều này khiến anh ta tương nghiêng sang bên phải khi di chuyển. Cũng may là chân ít bị đột biến, vì nó biết phân bố trọng lượng khắp cơ thể, nên giúp Tracker di chuyển khá nhanh. Vì vậy mà nó thích chơi cái trò bắt cóc một người sống sót trong nhóm, gây nhiễu loạn đội hình nghiêm trọng. Một khi bị nó tóm được, người chơi sẽ bị nó gửi lên không trung, hết đập vào tường rồi đến trần nhà cho đến khi chết. Giống như những infected khác, The Tracker cũng có âm thanh đặc biệt. Nó sủa vào kẻ thù với giọng điệu cao vút rồi rít lên khi tóm được mục tiêu. Do kích thước khổng lồ của mình, The Tracker không thể bị đánh ra bằng cận chiến. Nếu người chơi có những viên đạn nổ thì vũ khí này có thể giúp đánh bật Tracker khỏi người bị bắt và khiến nó bị vấp ngã. Nhìn chung, The Tracker khá mạnh và bền bỉ, nhưng cũng chỉ đáng sợ trong không gian chật hẹp mà thôi. Zombie đặc biệt thứ 6, The Smoker. Đây là zombie có cái lưỡi cực kỳ dài, khuôn mặt bị bao phủ bởi những khối u lớn. Anh ta thường được nhìn thấy trong chiếc quần jean, mặc áo sơ mi trắng và có vẻ như là một tín đồ của giày thể thao Converse. Trong phần 2, nhà sản xuất thiết kế Smoker kinh dị hơn khá nhiều. Ngoài cái lưỡi chính,
còn có hai cái lưỡi phụ thò ra ở sau vai, một lưỡi ở phía bên phải xương đòn, một vòng ở phía dưới và cuối cùng là cái nhô ra ở sau lưng cổ, tổng cộng là 6 cái lưỡi. Một số người cho rằng cái lưỡi đột biến ở miệng thực ra là ruột, bởi Smoker thường phun hàng trăm mét lưỡi ra ngoài. Một giả thuyết khác cho rằng khi còn sống, Smoker đã bị ung thư vòm họng, vậy nên khi đột biến đã gặp hiện tượng Hayflick, các quần thể tế bào bị phá vỡ và sau đó không ngừng sinh sản, khiến các bộ phận quanh vòm họng tăng trưởng liên tục. Ngoài ra, có thể virus cúm xanh cũng đã mang lại khả năng tái tạo nhanh chóng cho Smoker. Mỗi lần xuất hiện, nó thường thông báo bằng cách tạo ra những tiếng vít và ho khan. Khi bị giết, Smoker thường để lại một làn khói màu xanh lục đậm làm che khuất tầm nhìn của người chơi. Những đặc điểm này chứng tỏ lúc còn là con người, anh ta đã hút rất nhiều thuốc. Smoker thường tấn công bằng cách phóng lưỡi ra khỏi miệng với tốc độ cực cao, quấn chặt mục tiêu về phía mình. Người sống sót lúc này chỉ còn cách vùng vẫy trong bất lực và cứ thế nhận sát thương cho đến lúc chết. Nếu gặp chướng ngại vật khiến Smoker không thể kéo tiếp mục tiêu, lưỡi sẽ bắt đầu bóp nghẹt người chơi luôn. Tóm lại, khi đối diện với Smoker thì nên có một thằng bạn thân ở bên cạnh hỗ trợ. Zombie đặc biệt thứ 7, The Zoki. Không giống những infected khác, Zoki có những đặc điểm giống động vật hơn. Anh ta thường được nhìn thấy đang mặc áo phông trắng rách cùng với cái quần màu xanh. Virus cúm xanh đã khiến các khối cơ bắp trên lưng và cổ của anh ta bị đột biến mạnh, ngón tay và ngón chân thì dài ngoằng, cong cong xuống như con châu chấu đang cầu nguyện, lúc nào cũng co giật và run đẩy. Khuôn mặt thì khá giống khỉ đầu chó, lúc di chuyển thì trông không khác gì một con vượn. Dựa vào những đặc điểm của Zoki, mình tin rằng lúc còn sống, anh ta là một tay đua ngựa. Với bộ khung của mình, Zoki có thể dễ dàng nhảy cao từ 5 đến 6 mét. Tuy nhiên, không thể nhảy xa bằng Hunter, móng vuốt cũng không gây sát thương nhiều như Hunter. Cái khó chịu ở Zoki là việc nó thích bám vào đầu và cưỡi lên người sống sót. Trong lúc cưỡi, nó có thể lèo lái mục tiêu theo hướng mà nó muốn. Và nó cứ thế cưỡi đến khi nào vô hiệu hóa người chơi mới thôi. Đáng ghét nhất là cái điệu cười của nó cưỡi mà nó cứ cười không ngừng. Đối với sự tấn công của Zoki, những người sống sót thường đưa ra những nhận xét hài hước. Chẳng hạn như Nick sẽ đặt cược $10 rằng Zoki sẽ lái nạn nhân sang bên phải. Riêng Quacks và Elite thì coi việc bị nó cưỡi là một sự nhục nhã. Zombie đặc biệt thứ 8, The Spitter. Vê từng tuyên bố rằng The Zoki được tạo ra để đồng hành cùng The Spitter bằng cách lèo lái mục tiêu vào acid của cô ta. Spitter thường được nhìn thấy đang mặc áo lót màu vàng sẫm, ngón tay có đeo nhẫn cưới, ngụ ý rằng khi còn sống đã có chồng. Móng tay tuy rất dài nhưng không sắc bén, gây sát thương khá ít. Hàm dưới, má, mũi và môi của cô dường như đã bị xói mòn rõ rệt. Sự đột biến của virus cúm xanh đã khiến The Spitter bị mắc chứng thực quản lớn. Dạ dày cùng các cơ quan ở cổ đã bị ăn mòn hết. Phân phổi thì lưu trữ một lượng acid lớn, giúp Spitter có khả năng phóng ra một quả bóng acid từ miệng như súng cối. Ngoài ra, ngay phía trên ngực có hai vết loét đỏ, rất có thể là những đốm bị xói mòn do bị acid chảy xuống từ miệng, làn da rộng thùng thình và dáng đi loạng choạng, có thể là do chính acid đã ăn mòn các mô liên kết. Cái cổ thon dài cũng là một lợi thế cho Spitter khi nó giúp nhổ acid ở khoảng cách xa với tốc độ cao. Điều thú vị là khi ở trong bóng tối, acid của cô ta phát sáng. Điều này giúp ích cho những người sống sót nhanh chóng phát hiện ra Spitter trước khi bị cô ta tấn công. Khi bị giết, Spitter sẽ để lại một vũng acid nhỏ. Bình thường khi còn sống, Spitter có làn da xanh màu lục, nhưng khi bị giết, da cô ta trở về màu hồng. Đó là do các acid đã hoàn toàn được giải phóng ra khỏi cơ thể. Nhìn chung, đối phó với Spitter dễ dàng hơn so với những infected khác. Cô ta tiến lại gần là phải né ra ngay lập tức, cứ không cận chiến là được. Và đó là toàn bộ những thông tin về các infected trong tựa game đình đám Left 4 Dead. Nếu còn thiếu sót gì, hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Trong game còn có rất nhiều những điều thú vị mà mình chưa đề cập tới, chẳng hạn như câu chuyện đằng sau mỗi nhân vật chính của chúng ta, tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng rồi có duyên mà gặp gỡ, cùng nhau chiến đấu vượt qua đại dịch. Nếu được các bạn ủng hộ, có thể mình sẽ làm tiếp phần 3 cho tựa game này, và chủ đề sẽ xoay quanh quá khứ của các nhân vật chính. Để tránh video dài hơn, mình sẽ kết thúc tại đây. Đừng quên để lại một like cũng như một subscribe để ủng hộ cho channel. Mình là Sói và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.